hai chuyến bay chở hơn 500 người Việt tại Ukraine hồi hương. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cho biết, hai chuyến bay sẽ do Vietnam Airlines và Bamboo Airways đảm nhận sẽ cất cánh ngày 7 và 9 tháng 3 năm 2022. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao vừa có công văn hỏa tốc gửi Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hà Nội liên quan đến chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine hồi hương. Theo đó, chuyến bay đầu tiên cất cánh ngày 7 tháng 3 mang số hiệu VN88 của Vietnam Airlines dự kiến chở 283 công dân khởi hành từ Bucharest, Romania, hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 11:30 ngày 8 tháng 3. Ngày 9 tháng 3, chuyến bay tiếp theo mang số hiệu QH9066 của Bamboo Airways dự kiến chở 270 công dân khởi hành từ Warsaw, Ba Lan, hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 2:15 ngày 10 tháng 3. Cục lãnh sự đề nghị Cục Y tế Dự phòng, Sở Y tế thành phố Hà Nội triển khai việc xét nghiệm, hướng dẫn công dân thực hiện các biện pháp y tế sau khi nhập cảnh theo quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên. Bắt nghi phạm giết người ở Vĩnh Phúc đang định trốn sang Lào. Sau 36 giờ gây án, Thành bị bắt tại tỉnh Điện Biên khi đang trên đường lẩn trốn sang Lào. Ngày 5 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an huyện Sông Lô và Cảnh sát các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên bắt giữ Lý Văn Thành, 45 tuổi, ở xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về tội giết người. Trước đó, tối ngày 3 tháng 3, vì mâu thuẫn cá nhân, Thành dùng dao đâm tử vong anh H ở thôn Chiến Thắng, xã Phương Khoan. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã phát thông báo và tổ chức truy tìm Lý Văn Thành. Ngày 4 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố bị can Thành về tội giết người. Một ngày sau, Công an tỉnh quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can. Sau khoảng 36 giờ, lực lượng chức năng bắt giữ được Thành khi ông ta đang ở xã Mường Pồn, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trên đường trốn sang Lào. Cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng lệnh tạm giam đối với bị can để điều tra vụ án. Nhà chức trách cho biết năm 2018, Thành ra tù sau khi thụ án 12 năm vì liên quan đến ma túy. Điện Kremlin cấm vận dầu mỏ Nga sẽ tác động nghiêm trọng tới thị trường toàn cầu. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga đang theo dõi chặt chẽ tình hình trên thị trường năng lượng quốc tế. Một lệnh cấm vận tiềm tàng đối với dầu mỏ Nga sẽ tác động nghiêm trọng tới thị trường năng lượng toàn cầu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này. Điều đó có thể làm thay đổi đáng kể các thị trường năng lượng quốc tế và chắc chắn sẽ có những hậu quả nghiêm trọng. Ngày 4 tháng 3, Nhà Trắng cho biết đang xem xét lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga trong bối cảnh Quốc hội Mỹ ngày càng kêu gọi hành động này. Trong khi dầu thô nhập khẩu của Nga chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường dầu của Mỹ, động thái này có thể tác động lớn hơn đến giá năng lượng nếu các nước châu Âu và các quốc gia khác áp dụng các biện pháp trừng phạt tương tự. Các quan chức chính quyền Tổng thống Biden đã tranh cãi về việc làm thế nào để đáp lại lời kêu gọi của lưỡng đảng về việc trừng phạt Nga vì cuộc tấn công vào Ukraine mà không làm tăng giá dầu. Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, Mỹ đang xem xét một loạt các lựa chọn nhưng không muốn làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.